Hello, chào mọi người ha. Nay tối không mưa, tranh thủ có xe dạo một vòng. Rồi có cái gì hay hay buổi tối không? Thế là sẵn test like cái cặp đèn tuôn 70 nè. Bữa giờ mình gắn rồi, mình thử hoạt động ok rồi, mà chỉnh cái hướng sáng thì mình phải chạy thử mình mới chỉnh coi nó phù hợp hay không. Cặp này thì mình thấy nhiều bác review rồi, nó sáng dữ lắm, cho nên là mình chỉ dám test like ra ngoài xa thôi, chỗ nào tối thôi. Trong thành phố này mình không có xài để nó không ảnh hưởng người khác. Mình quay tiếp bằng cái con Insta 360 One X2, nhưng mà mình cũng chưa thử buổi tối lần nào, sợ là nó không chắc ăn, cho nên mình vẫn quay chính bằng GoPro. Tại vì GoPro mình đi đêm nhiều là mình tự tin với nó hơn. Rồi nhưng mà con kia mà nó không đáp ứng được thì cái GoPro nó cũng đỡ được. Giờ này xe cấp cứu vẫn còn chạy nhiều lắm, chạy ngoài đường nhiều lắm, nhìn cũng thấy ớn. Mình đi ngoài đường thôi, không ghé đâu hết. Thấy chính phủ mới ban hành cái nghị quyết quy định tạm thời bãi bỏ một số cái chỉ thị mới. Tuy nhiên là một vài cái báo mạng thì vẫn còn nhiều thông tin trái chiều. Ở một số địa phương người ta cũng có những cái đặc thù riêng nên người ta chưa có áp dụng cái nghị định của chính phủ một cách triệt để, mà nó tùy vào hoàn cảnh của từng địa phương. Việc này nó cũng thấy cũng khó khăn, bởi vì nên không thể nào một cái hoạt động ở trạng thái bình thường mới mà nó lại đứt gãy các cái chuỗi cung ứng, hạ tầng giao thông mà nó đứt đoạn như vậy thì không có cách gì mà hoạt động bình thường lại. Đâu thể nào cứ mỗi tỉnh tự sống trong tỉnh nó hoài được. Nhất là lao động ở những cái thành phố lớn, lực lượng lao động trẻ ở dưới tỉnh thành khác không à. Mà bây giờ người ta không có ở đây thì nó sẽ khó khăn cho cái lực lượng lao động sản xuất. Thì những cái doanh nghiệp mà cần lao động thì chắc chắn người ta sẽ gặp khó khăn rồi. Doanh nghiệp sản xuất người ta ngưng hoạt động thì hàng hóa không có để xuất, thì nó lại không đủ cung ứng cho nhu cầu thị trường. Một bên thì có nhu cầu sử dụng hàng hóa dịch vụ nhưng lại không có đơn vị cung cấp, còn một bên thì muốn sản xuất nhưng lại không có nguồn tư liệu sản xuất nên nó cứ xà quần mãi. Khổ nhất là học sinh giờ dưới 12 tuổi chưa có chích ngừa được thì không biết là tâm lý cha mẹ làm sao dám cho đi học. Học online thì nhiều người than không có điều kiện, mà nó nếu không học online thì giờ đâu có cách gì học khác đâu. Học tivi rồi chữa cháy thôi chứ làm sao mà nó có thể giúp tương tác giữa thầy và trò nó tốt bằng học online được. Học online thì lại quay lại bài toán là điều kiện cơ sở vật chất, không phải trường nào cũng dạy online được, không phải gia đình nào cũng có điều kiện cho con học online, bởi vì không có máy tính. Tuy nhiên là mình vẫn phải giải quyết cho cái phần, theo mình nghĩ thì nó phải giải quyết theo cái đa số, chứ không thể vì một vài đến vài trăm trường hợp mà nó hủy bỏ luôn cái cách mà mình cho là nó phù hợp nhất thời điểm hôm nay. Thì địa phương nào không có điều kiện nhiều thì học sinh vẫn có thể học trên tivi, còn ở đâu học được online thì cứ học. Nói chung là mình không có hạn chế cái phương tiện để cho học sinh nó học trong cái điều kiện không học tập trung được, mà thì học được cái gì thì học, chứ không thể nào mình đòi mình phải giống người ta được. Khi lên trường thì không được, học ở nhà cũng không chịu thì không biết làm sao. Mà con cái nó không học thì cha mẹ cũng khó mà yên tâm đi làm. Mà trong cái thời điểm này nhiều người mất việc, không có công ăn việc làm, hoặc là vẫn còn phải làm việc online chứ chưa có phải đi làm việc để đâu, cũng có thời gian để mà chăm con. Mà nếu mình mọi người cứ than vãn suốt thì chúng ta sẽ không có giải pháp. Dòng bô giải tán đám đông. Khói quá trời. Đẹp ghê, hoành tráng. Dán metro khó khăn lắm, tình hình này là còn kéo dài nữa, chắc chưa xong đâu. Nhà đây ngắm bờ sông một chút. chơi ha, không mát. Ăn uống dọc bờ sông này cũng thấy khôi phục lại rồi. Tuy nhiên là mọi người cũng ý thức đứng giãn giãn ra hết chứ không tụ tập đông người. Mọi người cứ chọn một góc mình đứng thôi, an toàn, thưởng thức cuộc sống về đêm. Yeah. Ôi không mát một chút xíu vậy ha. Giờ đây cũng thấy chưa có gì phải tích like phải ra mấy chỗ tối nữa. Để coi có cái đoạn nào tích like để cho mọi người xem. Like không đúng chỗ người ta quýnh chết. Giờ chết nhiều lý do nó vô duyên lắm. Chạy ra vòng ra chợ Bến Thành coi sao. Mình chỉnh mức thấp nhất nên nó không thấy. Say quá trời. Bến Thành. Cái tàu ở chợ Bến Thành rào hết. Mấy cái đoạn một chiều anh test like cho nó đỡ xe ngược chiều. Này hơi cao, mình về mình sẽ chỉnh nó sắp sáng xuống. Rất là sáng ha, sáng lắm. 100 mét, hơn 100 mét có. Giảm xuống nè, giảm dịu xuống nè, cao lên nè, rất là sáng ha. Tắt đi, nó cao mình về mình sẽ chỉnh cho nó thấp xuống một chút. Quá đã, lâu lâu được ra đường nó cảm giác nó đã, nó sướng gì đâu. Cho nó dịu lại một chút. Đường này ngày xưa nó nhộn nhịp lắm luôn á, đúng là đợt dịch rồi nó làm cho mọi thứ nó thay đổi, nó xáo trộn hết luôn, sinh hoạt đảo lộn hết. Dạo một vòng Sài Gòn. Test like chưa được nhiều nhưng mà mình nghĩ cơ bản là mọi người cũng thừa biết cái khả năng của con Tun 70 rồi. Nó chắc cũng không có gì phải bàn nhiều. Tuy nhiên là mình ít khi nào mình chở pha lắm, mình đi xa đường tối thì mới chở xa pha thôi, còn không thì mình sẽ làm thêm một cái bóng chợ cốt đi dùng thường xuyên hơn. Còn chợ pha này chỉ dùng cho những cái đoạn đường dài thật sự cần thiết thôi, chứ thật sự nó rất là chói, mình nhìn vào cái đường ánh sáng nó lâu về dài cũng không có tốt, bởi vì nó sẽ làm cho mình bị không có thấy đường á. Nếu mình nó đột ngột mà nó tắt đi là không thấy đường đâu. Cho nên chợ pha thì chỉ dùng ngắn thôi, hoặc là đi đường mà có sương mù hay trời mưa đó thì dùng nó mới phát huy hiệu quả. Còn bình thường mình nghĩ là trong điều kiện bình thường, kể cả mình chạy tốc độ cao đi nữa, thì mình dùng một con chợ cốt mà bi cầu á, có ánh sáng cắt á, nó sẽ đỡ phiền cái xe ngược chiều hơn, nó lịch sự hơn ha. Thì đó, một vài cái nhận xét của mình đó là như vậy. Mọi người có thể tham khảo. Rồi, chào tạm biệt mọi người ha.